ha. Dạ, bạn cá đi anh. Cái này bị hơi halo tí xíu nha anh Cương ơi. Cái mặt trời 3, 2, 1, giết. Ê! Tôi ra! Im! Mà anh định làm gì vậy hả? Tôi la lên bây giờ! Mày la đi! Cứu đi ơi! Mà anh muốn gì? Muốn gì hả? Đại ca!